Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Trọng tài xử ép đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Thái Lan vừa qua dừng làm việc tại AFF Cup năm 2020. Thông tin này mới đây đã được chính trọng tài người Qatar thông báo trên trang cá nhân của mình. Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, trọng tài người Qatar, trọng tài chính của trận đấu đã phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích nặng nề. Không phủ nhận rằng là đối thủ của chúng ta đã chơi tốt và cho thấy sự nhỉnh hơn về trình độ. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam cũng đã phải đối diện với rất nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Sau trận đấu thì trọng tài đã trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội và mới đây thông qua trang cá nhân của mình, ông đã thông báo về việc sẽ rời Singapore kết thúc nhiệm vụ tại AFF Cup năm 2020. Điều này thì cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam. Tuy nhiên, việc trọng tài sớm về nước chỉ đơn giản là ông đã kết thúc nhiệm vụ được giao tại đây, còn Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì vẫn chưa hề đưa ra án phạt nào cho ông sau những quyết định gây tranh cãi ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vừa qua. Trọng tài người Qatar trước đó thì cũng đã lên tiếng khẳng định rằng mình không tiêu cực. Ông chia sẻ với các trang báo rằng thay vì vào Facebook và xúc phạm người khác, các bạn nên đánh giá lại chính mình và đưa ra những giải pháp tốt hơn. Sau các tình huống ấy, trận đấu vẫn có tới 90 phút để làm lại. Tôi khẳng định bản thân không nhận hối lộ của bất kỳ ai vì uy tín và lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép điều đó. Thật đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam đã không có được chiến thắng. Chúc các bạn may mắn ở trận lượt về. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.